Duyên Tình Lạc Bến của tác giả Võ Tử Uyên, theo tiểu thuyết cùng tên của Tùng Long, với sự tham gia của các nghệ sĩ Minh Dương trong vai Trọng Văn, Tài Linh trong vai Hoài Thương, Linh Tâm trong vai Trọng Vũ, Thanh Thủy trong vai Thanh Nguyệt, Chiêu Hùng trong vai Minh Quân, Lệ Thu trong vai Liên Hoa. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức vở cải lương Duyên Tình Lạc Bến của tác giả Võ Tử Uyên. Hoài Thương, anh đây nè. Anh Vũ, hôm nay anh đi học về sớm vậy? Ra đây đón em hả? Hôm nay giáo sư bị bệnh, anh được nghỉ 2 giờ, không biết làm gì nên ra đón em nè. Em ơi, chúng ta vào quán nước bên kia đường nói chuyện nha. Chúng ta ngồi đây không tiện đâu, tụi bạn em mà thấy được, tụi nó chọc chết á. Chút nữa ông giám đốc về, thấy sẽ quở trách em. Hồi sáng ông đã giảng cho em nghe một bài học luân lý rồi đó. Vậy à, ông giảng gì với em? Ông nói, mà thôi, mình về nhà đi, hôm nay em sẽ nấu cơm đãi anh. Cha cha, Sài Gòn sẽ được một bữa mát mẻ vì mưa lớn. Quen nhau mấy tháng rồi, đây là lần đầu tiên anh được em mời về nhà đó. Không có phải em có với anh đâu, nhưng tại bà chủ nhà bà không có thích em dẫn bạn trai về. Bà nói nhà này có đến 5 cô con gái á. Bộ bà sợ anh rinh mất 5 cô con gái của bà hả? Nói bậy không hả, em giận anh cho coi á. Thôi mà, anh đùa một chút mà cũng giận nữa. Mặt giận thấy ghét không? Hoài Thương, quay mặt qua đây anh nói cái này cho em nghe nè. Tới nhà rồi, anh muốn nói gì? Vào nhà rồi hãy nói. Sao anh không vào nhà mà đứng đó nhìn em vậy? Hoài Thương à, nói em phải nịnh em nghe. Em đẹp quá à. Cái nắng trưa làm đôi má em hồng như hai quả đào vừa chín đỏ. Tội nghiệp người yêu anh quá à. Xinh đẹp như thế này mà phải dầm mưa dãi nắng năm tháng tạo tầng, thật là uổng phí cho một cánh hoa hồng. Cũng tại nơi anh vô dụng mà ra để khổ cho em. Nhưng em yên dạ không bao lâu nữa em mà, còn một năm thôi anh sẽ bù đắp cho em. Em mong được thấy ngày anh thành tài, chờ bao lâu nữa em cũng sẵn sàng. Em chỉ mong anh thật dạ yêu em không được dối gian. Tình ta sâu nặng em đừng nghi ngại, anh đã yêu ai là yêu đến ngàn thu. Em tin anh. Anh Vũ nè, còn chuyện dạy thêm, anh đã tìm được chỗ dạy khác chưa? Như em à, tìm một chỗ dạy thêm bây giờ không phải là chuyện dễ đâu. Huống chi anh không quen cái lối đi xin việc. Vậy tại sao anh không dạy ở chỗ cũ nữa? Anh không thể dạy ở chỗ cũ nữa là tại em, vì em đó. Ủa, việc anh thôi dạy thì có liên quan gì tới em? Có chứ, em biết không, cô học trò của anh vừa xinh đẹp lại rất sang nghi giàu. Vậy mà không hiểu sao học được vài tháng cổ liền yêu anh. Yêu anh đến đi nỗi đau ốm đêm ngày tương tư mê sáng. Cô gọi tên anh hoài, ba mẹ cô biết nên đến nhà tìm anh. Ông bà hỏi anh nếu bằng lòng tính chuyện tờ hồng, ông bà sẽ gả con, mọi tốn kém họ sẽ lo toan. Anh liền từ chối vì không thể phụ bỏ người mà anh yêu dấu. Ông tức giận vô cùng nên dạy đủ tháng ông liền đuổi anh. Anh Vũ, anh nói thật hả? Em không tin anh sao? Anh thà mất việc chứ không thể yêu Liên Hoa được. Vì sao em biết không? Bởi vì trái tim của anh đã ghi khắc bóng hình người yêu bé nhỏ. Em là lẽ sống của anh. Em biết không Hoài Thương? Anh Vũ, anh thương em nhiều như vậy, em thật cảm ơn anh. Nhưng mà anh không tìm được việc làm, những ngày sắp tới chưa biết sẽ ra sao nữa. Em tốt với anh, nhưng anh không thể hèn hạ sống bám vào em mãi được. Em làm sao chịu nổi sự tiêu xài vô chừng của anh? Trước tiên nè, anh phải lo tiền mua sách. Nếu chậm trễ, ông giáo sư ông sẽ về Pháp đó. Anh đừng có lo, em đã có đủ tiền cho anh rồi nè. Lát nữa anh về ghé lấy sách đi nha. Hoài Thương à, em làm anh cảm động quá à. Biết đến bao giờ anh mới trả được ơn em? Anh Vũ, anh đừng có nói vậy làm cho em buồn đó.
anh ráng học thành tài là em mãn nguyện rồi. Nhưng mà sau này thành ông bác sĩ rồi, có phụ bạc người ta không đó? Trời ơi, em cứ nghi ngờ anh hoài à. Anh thề cho em tin nè, anh thề là... Đừng, đừng anh, anh đừng làm cho em sợ. Tình em chân thật cùng anh, gửi trao tất cả cho anh. Dẫu có ra sao mai sau, lòng em cũng không ân hận. Dù Hoài Thương ơi, từ khi quen nhau anh không làm sao quên được bóng hình dịu hiền của cô gái nhỏ. Như mặt nước trong veo in hình dần trăng tỏ, chỉ sợ sống gần phong ba làm tan giờ phúc yên bình. Hạnh phúc là sương khói mông lung không có dáng hình, nhưng anh tin em không là sương khói mà là một nàng tiên tuyệt vời hiện xuống giữa đời anh. Em ơi, em đã cho anh một tình yêu ngọt ngào thả thiết trăng trong, và cho anh cả một tương lai nhiều hy vọng. Hãy tin anh với bao lời thề hẹn, anh sẽ bên em đi đến trọn một đời. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng? Nhà anh đơn côi, mời em ở lại, chuyện tháng chưa lần phải nhớ. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi môi mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Ta sẽ mãi yêu nhau dù đất trời sụp đổ. Hoài Thương ơi, với anh em là một thiên đường. Cuộc đời này sẽ vô vị biết bao nếu anh thành danh mà không có em bên cạnh. Lưu bình này sẽ không thèm đổ tràn nếu dòng lòng quay về mà thiếu vắng bóng châu lòng. Anh Vũ, anh hãy yên tâm lo mộng công hầu. Em nguyện sẽ là một châu lông lo cho anh ăn học, và sẽ luôn chờ đợi ngày anh đổ đạt thành danh. Hoài Thương, anh tin là mơ ước của đôi ta sẽ thành hiện thực. Vì giữa cuộc đời này đâu có ai là Dương Lễ, phải không em? Hoài Thương à, anh Vũ hả? Anh đừng làm như vậy, em giận anh đó. Sớm muộn gì mình cũng là vợ chồng. Em khó khăn với anh chi vậy? Thôi được, anh về đây. Về sớm để còn ghé lấy sách nữa. Anh Vũ, anh không giận em chứ? Không, em làm như vậy cũng tốt thôi. Anh đâu dám xúc phạm đến em. Thôi, anh về nhé. Dạ, anh về. Hẹn gặp lại. Giờ này mới về,
mà về trễ một chút nữa, tôi đem con bé này vô ô như viện rồi. Cứ ốm đau hoài à, làm sao mà tôi đủ sức nuôi chứ. Im đi, cằn nhằn hoài. Nè, có tiền rồi nè, cầm lấy rồi ẵm con đi bác sĩ đi. 1.000 đồng làm sao đủ? Còn tiền nhà nè, tiền điện nè, 100 thứ tiền mà anh đưa có bao nhiêu đây à? Vậy chứ đòi bao nhiêu nữa? Trời ơi, thứ đàn bà, đàn bà ăn hại mà, ngồi không ăn mà cứ hỏi tiền hoài. Nè 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 nè, anh á, anh còn dám nói với cái giọng đó nữa với tôi phải không? Tôi có nghề nghiệp, có chồng, có nhà cửa đàng hoàng. Ai, ai đã dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ tôi, đem giấu tôi ở đây, mỗi tháng cấp cho tôi 100.000 mà cho là nhiều hả? Phải rồi, tôi là một con đàn bà chẳng ra gì, một con đàn bà ăn hại, nên tôi mới tiếp tay với anh làm tan nát gia tài sáng nghiệp của chồng tôi. Một người vợ lang tâm phụ rải chồng để đi theo tình nhân, vì nghe lời đường mật ngọt ngon. Anh biết tôi đang chịu cảnh lạnh lùng cô độc, vì chồng tôi 5 tháng xa nhà, nhưng gia cảnh lại rất giàu. Anh trổ tài quyến rũ yêu thương, làm tôi phải xa chân. Một phút đam mê trong ảo anh ái tình, mà tôi mất cả gia đình. Để bây giờ cam chịu đời trôi dạt với tháng ngày đói no. Thôi 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 thôi, cứ nhắc chuyện cũ hoài à. Nếu cô không ngu muội, không nhẹ dạ non lòng thì làm sao tôi dụ dỗ được cô chứ. Mà chỉ xúi quẩy cho tôi thôi à. Tiền chưa lấy được bao nhiêu thì phải vương cái cục nợ, cho bị ông phát giác rồi đuổi đi. Tôi chưa bỏ cô là may lắm á. Anh mà bỏ được tôi á là anh đã bỏ lâu rồi, đừng có hăm dọa. Vào thăm con bé đi, nóng như lửa gì đó. Tôi còn phải đi chạy tiền, không có thời gian đâu. Chiều nay ẵm nó đi bác sĩ đi. Nè, lựa ông nào có lương tâm một chút nha. Tôi đi à. Anh đi đâu mà gấp vậy? Bộ anh mê con nhỏ đó rồi hả? Anh liệu hồn á? Anh mà bỏ mẹ con tôi á là không yên với tôi đâu. Nè nè nè, đừng có gan tị nữa mà. Trời ơi, tôi đâu có yêu thương gì nó đâu, tôi chỉ cần tiền của nó thôi. Nhưng mà bây giờ nó cũng hết tiền rồi, nay mai chắc phải chạy lo chỗ khác quá. Nè, sao anh không có đến nhờ giả ông anh quý quá của anh đó đi? Nghe nói ông giàu lắm mà. Từ lâu rồi tôi không muốn nhắc tên ông nữa, nhưng có lẽ bây giờ tôi phải đến nhờ anh ký giấy cho tôi bán căn nhà. Thôi tôi đi à. Nè, chiều nhớ dặn con đó nghe. Ờ, cái mặt hiền hiền phải dễ thương không? Anh đi à. Dọn ra công sở ở rồi mà, sao không giỏi đi luôn đi, còn về đây chi vậy? Tôi cần lấy một số giấy tờ. Cô đừng có tiếp chuyện với tôi. Tôi đã ra đi để cái căn nhà này lại cho cô ở là tôi đã nhịn cô nhiều lắm rồi đó. Đừng có gây thêm phiền hà cho nhau nữa chứ. Thế nào, chẳng lẽ có cái bóng dáng của một người đàn ông khác trong cái căn nhà này là tôi không có quyền về nữa hay sao? Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng có mở nữa. Ờ, tôi có nhân tình đó. Rồi anh làm gì tôi? Anh cưới tôi về, rồi bỏ tôi ở nhà một mình ra công sở ở. Tôi biết anh không có yêu tôi, vậy thì tại sao anh lại nghe lời mẹ cha? Không yêu tôi, sao, sao anh bằng lòng cưới tôi chứ? Để cho tôi mối duyên đầu gian dở, cùng người yêu cắt đứt cơ duyên, tưởng ấy chọc vào sẽ sung sướng tấm thân. Nào hay đâu phải chịu đời đau lạnh, chưa làm vợ đã bị chồng miệt khinh. Nay tôi cùng người xưa gặp lại, cùng nhau nối đuôi nhịp cầu gian dở, lại bị mang câu phản bội ngoại tình. Cha mẹ tôi và cô hai bên đều đã sai lầm, kết hợp tơ hồng nhằm đáp đền chút ân nghĩa ngày xưa. Để ngày hôm nay chúng ta
lỡ cười tôi đã bị gạt lừa, còn mang tiếng là cướp vợ của người ta. Ai đã gạt lừa anh? Mà gạt lừa cái gì chứ? Tại sao trước khi cưới tôi cho anh, mẹ anh không hỏi xem tôi là người như thế nào? Tôi có năn nỉ anh cưới tôi đâu. Cô về nhà chồng với một tấm thân không còn trong trắng. Anh... Điều đó tôi có thể vì danh dự của cha mẹ tôi mà bỏ qua. Nhưng rồi bổn phận làm dâu, làm vợ cô cũng không còn, khiến cho cha mẹ tôi buồn sầu mang bệnh mà quá đời. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người vợ như cô được. Cô muốn nói lại tình xưa thì tôi sẵn sàng trả lại tự do cho cô đó. Tại sao cô không chịu ly dị để mà sống chung với người yêu cũ của cô một cách đàng hoàng, khỏi bị đời người dị nghị? Tôi... tại vì... Cô không định nói là tại vì cô còn yêu tôi đấy chứ? Sở dĩ cô còn chịu giam thân trong cái căn nhà mà cô cho là te lạnh, đâu phải vì còn yêu tôi, mà yêu tiền bạc, yêu gia tài của tôi. Cha mẹ tôi đã sớm qua đời, thằng Vũ em tôi lại lêu lông chơi bời. Nếu chẳng may tôi vô phần đoan mạng, sự nghiệp này sẽ thuộc về cô. Nhưng tôi khuyên cô chớ nên hy vọng, muốn có lợi cho mình nên sớm ly dị là hơn. Ly dị? Tôi biết là anh đêm ngày trông chờ cái giờ phút đó, nhưng anh đừng có hòng. Nếu không phải là tôi thì cũng không có con nào bước chân vào đây mà tỏa hưởng. Tôi không có ly dị, thử xem anh làm gì được tôi. Điều đó thì tùy cô. Nhưng theo tôi nghĩ, cô có kéo dài cuộc sống vô nghĩa này cũng không đục khoét được gì đâu. Cô còn chờ cho tới khi tôi chết còn lâu lắm cô à. Bây giờ cô nên chấm dứt sự ràng buộc ngu ngốc này sớm chừng nào thì có lợi cho cô chừng nấy đó. Anh Giang, anh Giang, thật là tức chết đi được. Nhưng không, con Nguyệt này sẽ không chịu dễ dàng thua như vậy đâu. Anh hãy chóng mắt mà xem tôi hành động đây. Alo, anh Tống đó hả? Em đây. Anh nghe em dặn nè, chiều nay anh có thể hành động được rồi. Đúng 5 giờ rưỡi ở vườn hoa công sở, số 215 Phan Thanh Giản. Anh nhớ nghe, thành công rồi anh đến nhà em chờ đó. Giang, anh từ tôi rồi sao? Tại sao anh cứ lánh mặt tôi hoài vậy? Anh muốn tôi chết đói chết rụt vì tù tội à? Trọng Vũ à, anh đã bao nhiêu lần nói chuyện với em nhưng mà em có nghe anh đâu. Thôi đi, tôi không nghe anh đâu. Anh đừng dài dòng chỉ dạy, toàn là những lời đạo đức nghĩa nhân che đậy sự lọc lừa giả trá bên trong. Cha mẹ mất đi khi tôi lâm vòng tù tội, anh đoạt hết của cải để giàu sang, bỏ mặt tôi nghèo đói lang thang. Thừa hưởng gia tài là quyết định của mẹ cha, lỗi tại em không chịu học hành cứ leo lông bề tha. Cha mẹ để lại cho em một phần tiền bạc, em cứ ngồi không ăn chơi, làm sao mà chăng cạn dơi. Thôi, được rồi. Số phận tôi mặc hạn thì tôi cam chịu, tôi không dám phân bì với anh đâu. Hôm nay tôi đến đây, tôi chỉ muốn yêu cầu anh một việc. Lại chuyện bán nhà chứ gì? Anh đã biết á, thì tôi không cần phải lui thôi. Anh nên hiểu là tôi đang gặp cảnh túng cùng. Vợ đau yếu, con còn sơ sinh, nhà không còn gạo để ăn.
Chú cưới vợ hồi nào mà sao tôi không biết được chứ? Anh biết để làm gì? Anh có biết thì có lợi gì cho anh mà cũng chẳng có ích cho tôi. Anh chỉ nên biết tôi đang lâm vào thế kẹt, nếu không có tiền hôm nay chắc tôi phải chết mà thôi. Anh đã nhiều lần giúp đỡ em, nhưng lần này anh không cần phải giúp đỡ tôi, chỉ cần ký tên ưng thuận cho tôi bán nhà là được. Bán nhà rồi em ở đâu? Cứ mặc tôi lo liệu, anh không cần can dự. Vũ! Vũ ơi! Hai chúng ta là anh em song sinh, sao lại khác xa nhau một trời một vực? Cùng một mẹ sinh ra chúng tình thương yêu bao bọc, cùng sự giáo dục như nhau, sao chúng ta lại xa cách muôn trùng? Anh ăn học thành danh, còn tôi hư hồng quang đàn. Trong khi anh được thông dong sang xứ người du học, thì tôi lặng ngắm cuộc đời sao sống sát trại giam. Anh có vợ giàu với cuộc sống cao sang, tôi vất vưởng lang thang bên lề đường gió bụi. Cha mẹ mất đi bỏ chúng mình trơ trọi, sao em không cùng anh nối lại vòng tay thân thiết? Cảm ơn anh, tôi không dám nối lại vòng tay với anh đâu. Bàn tay tôi là bàn tay của một thằng lưu manh dẫy đầy tội ác, làm sao dám nắm bàn tay sạch trong của một ông giám đốc chứ? Vũ ơi, em chúa chát cùng anh như vậy sao? Cuộc đời vốn là kiếp phù du, sống làm sao cho đổn đảo làm người, chứ so sánh giàu nghèo cao thấp làm chi hả em? Vũ ơi, anh chỉ mong em quay đầu hướng thiện, để anh được giúp em làm lại cuộc đời, thắt chặt lại tình nghĩa để huynh cho mẹ cha yên và chung suối vàng. Anh tuy sống cao sang nhưng mà gia đình không hạnh phúc, chồng vợ cam đành xẻ áo chia bâu. Nhưng mà tình nghĩa vợ chồng dù sâu nặng đến đâu cũng không bằng được tình anh em máu mù. Em xa ngã anh thương chứ không hề quan trách, nếu em biết lỗi lầm anh sẵn và thứ tha. Thôi được rồi, chuyện đó để tính sau đi. Bây giờ anh chịu ký giấy cho tôi bán nhà trả nợ cái đã. Phải thanh toán hết nợ nần rồi mới tính chuyện làm ăn với anh được. Nhưng nếu em về ở đây với anh, rồi ai lo cho vợ con em? Hiện giờ nghe nói anh biết nghe, em có tới hai cô nhân tình lận á. Hai người nhân tình? Dạ. Còn ai là vợ của em? Vợ con gì đâu anh ơi. Nhân tình thứ nhất của em tên là Liên Hoa, một cô đào hát không tên tuổi, chỉ được cái nhan sắc mặn mà. Trước kia là vợ một ông thủ khoán giàu sang, em quyến rũ cô ta mong đục quét bạc tiền. Nhưng chẳng may chồng cô ta biết được cổ có thai với em, nên đuổi cổ ra khỏi nhà. Liên Hoa sanh con trong cảnh khốn khó nghèo nàn, em đến xin bán nhà nhưng anh lại không cho. Tung thế em phải đi đàn giúp vui trong các buổi tiệc, rồi được làm quen một cô thư ký dịu hiền. Em nói là em là sinh viên y khoa sắp ra trường, cô ấy tin lời và rất yêu em. Trong chú à, em thật là tội lỗi, lừa gạt người ta cả tiền bạc lẫn ái tình. Với Liên Hoa em làm thế cũng đành đi, còn cô kia ngây thơ nào có tội tình gì. Cô ta yêu em nhưng cũng rất là dè dặt em, mà đụng đến cô ta cổ đuổi như là đuổi tà. Cổ cứ đòi em chờ cưới hỏi đàng hoàng, nhưng nay cổ hết tiền rồi em cưới nữa làm chi. Em nhất định bỏ cô ta thật à? Còn Liên Hoa? Ai rồi em cũng bỏ hết á. Tính xong nợ nần rồi em về đây ở với anh chịu không? Nè anh à, anh xem chỗ nào giàu có á, anh đi hỏi vợ cho em, thế là sướng nhất rồi. Trọng Vũ à? Dạ. Anh nói thật, anh bằng lòng tất cả nếu em quyết tâm làm lại cuộc đời.
em phải lo làm ăn, không chơi bời lêu lổng nữa thì anh sẽ cưới vợ đàng hoàng cho em. Nhưng mà không phải cưới vợ giàu để em suốt đời em sống bám, nghe chưa? Em có hiểu không? Dạ hiểu, dạ biết rồi. Trời ơi, cứ giảng moral hoài à. Ngày mai đúng 10 giờ em mang giấy tờ đến cho anh nha. Được, 10 giờ sáng mai anh chờ em ở đây đó. Dạ. Anh có điện thoại, anh về đi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Alo, Trọng Văn nghe đây. À, chú Hồng Tân đó hả? Cháu đã cho thư ký làm bản hợp đồng rồi. Sáng mai cháu sẽ gửi qua cho chú ký. Mặt hàng trao đổi cháu đã có đủ. Xong hợp đồng là cháu giao ngay. Dạ, chào chú. Ông chủ ơi, cậu Trung Vũ bị hại rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì? Em Tôn sao? Cậu Vũ bị giết chết rồi, lúc nãy. Hả? Trời đất ơi, em tôi. Nè, cô hãy gọi ngay cảnh sát và bác sĩ Quân đến, để tôi ra đó. Vũ, Trọng Vũ em, em chết thật rồi sao? Tại sao em nỡ bỏ anh? Vũ ơi, em ơi, thấy đó, mong đã mất nhau. Anh không ngờ em phải chết thế thảm thế này. Em đã gây thù chuốc oán cùng ai? Vũ, Vũ ơi, giọng của anh vừa nhen lên, giờ đây đã tắt liêm rồi. Em thành người thiên cổ thì ở dương trần anh còn lại gì đâu? Em ra đi không kịp tiếng tạ từ, anh chết lặng bằng hoàng trong niềm đau đớn vô biên. Vũ ơi, anh Văn à, anh nên nén bi thương, hãy để chúng tôi mang xác Vũ về khám nghiệm đã. Anh Quân, có thật là thằng Vũ em tôi đã chết thật rồi không? Trời ơi, nó mới nói chuyện với tôi đây mà. Nó hứa với tôi là nó sẽ không hư hỏng nữa, nó sẽ về ở với tôi và làm lại cuộc đời mà. Anh Văn, anh bình tĩnh đi anh Văn. Tôi sẽ đưa anh vào phòng nghỉ nhé. Không, tôi không sao đâu. Anh cứ làm phận sự của anh đi. Anh Quân à, xong việc rồi anh nhớ ghé lại đây. Tôi muốn nghe ý kiến của anh về chuyện này nhé. Được, tôi nhớ rồi. Anh vào nghỉ đi, đừng quá xúc động, tôi đi làm nhiệm vụ. Mời vào. Cái kia, chào anh Quân. Sao mãi đến hôm nay anh mới ghé? Đám tang thằng Vũ xong đã một tuần rồi. Xin lỗi anh, hôm nay tôi có một ca bệnh đặc biệt. Anh biết không, sau khi Vũ chết 2 ngày, tôi nhận một ca cấp cứu. Nạn nhân bất tỉnh vì bị sốc nặng. Khi tỉnh dậy thì lại mất trí nhớ. Vì vậy tôi phải tích cực bên giường để theo dõi bệnh nhân. Thành thật xin lỗi anh. Bây giờ là 22 giờ. Tôi trách, còn anh bận công việc mà tôi trách làm sao được. Anh Quân này, hôm mà anh khám nghiệm tử thi đó, anh có phát hiện được điều gì đặc biệt không hả anh? Một vụ giết người rất bình thường. Đầu tiên là dùng cây đánh vào đầu cho bất tỉnh, sau đó đâm dao vào người. Trọng Vũ bị một nhát ngay tim nên chết ngay tại chỗ. Đây là một âm mưu có sắp đặt từ trước. Nhưng thật tình tôi không hiểu được tại sao lại xảy ra vụ án mạng này. Nếu thằng Vũ có kẻ thù, sao người ta không chọn nơi
nào thích hợp lại chọn chỗ đông người như công sở của tôi, hay là người ta muốn du quan giá hoa đổ tội cho tôi dù tôi là thủ phạm. Nếu bị nghi ngờ tôi khó được bình an, vì Vũ và tôi lâu nay có nhiều xung đột, mỗi lần gặp nhau chúng tôi hay cãi cọ, người ta sẽ cho rằng tôi mưu sát muốn trọn hưởng gia tài nên đã giết em. Anh hãy an tâm, không có bằng chứng rõ ràng, tôi nghĩ là không có chuyện đó xảy ra. Nếu muốn hại anh đã bị hại lâu rồi, làm sao được yên bình đến tận hôm nay. Anh nói như thế nghĩa là sao? Nếu hung thủ muốn vu oan cho anh, sau khi giết người, hắn sẽ lấy một vật dụng nào đó của anh bỏ lại tại hiện trường. Thế là anh sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ. Đằng này, hắn ta biến mất không dấu tích. Thật là điên đầu. Thằng Vũ quang đàn hư hỏng thì nó có nhiều kẻ thù là đúng rồi. Nhưng mà tại sao người ta lại giết nó ngay công sở của tôi? Nếu mà không phải vì muốn vu oan cho tôi, muốn thực hiện một vụ ám sát, thủ phạm phải nắm rõ đường đi nước bước, thời điểm đi về của đối tượng. Mà thằng Vũ thì lâu lâu nó mới ghé chỗ tôi một lần. Tại sao người ta lại biết cái giờ đó nó có ở đó mà lại nó đón sẵn chứ? Anh Giang à, suy luận của anh hay đó, y như một thám tử đại tài. Nhưng mà có một điều anh quên rồi đó. Điều gì? Điều gì anh Quân? Anh nói cho tôi nghe đi. Anh Quân, là công việc này không thuộc chức năng của anh. Anh hãy để cho cơ quan điều tra làm việc. Anh yên tâm đi, sớm muộn gì cũng tìm ra tên thủ phạm mà. Nếu anh hẹn tôi sang đây chỉ vì bao nhiêu đó thì tôi xin phép anh. Bạn bè như anh chán quá. Tôi đang buồn mà không an ủi một tiếng. À thôi rồi rồi, lo cho cô bệnh nhân đó hơn tôi phải không? Nè, tôi thấy dường như là anh đã kết cổ rồi phải không? À, tôi đã không định nói, nhưng thấy không có gì quan trọng, tôi muốn cho anh biết một điều này. Cô gái đó tên là Hoài Thương. Đối với anh có nhiều liên quan lắm đó, vì cô ta là người yêu của Trọng Vũ. Hả? Cổ có phải là thư ký của hãng Hồng Tân không? Cổ tên là Hoài Thương à? Đúng rồi, cổ là thư ký hãng Hồng Tân. Nhưng trước đó cổ ở viện mồ côi, cổ được tin người yêu bị hại, ngất liệm 3 ngày rồi mất trí luôn, chỉ biết nhắc tên Trọng Vũ đêm ngày, ngoài ra không nhớ được một ai. Tôi phải ngày đêm túc trực bên đường, theo sát bệnh tình tìm cách thuốc thang. Tình yêu của cô ấy tha thiết quá, thật là đáng tiếc cho Trọng Vũ. Đây chắc là tâm bệnh rồi đó. Muốn trị khỏi bệnh cho cô ấy chỉ có cách là... Cách nào dám dắn? Nguyên nhân gây ra cái bệnh này là thằng Vũ. Vậy thì anh phải... Phải sao? Trời ơi, anh nói nhanh đi, tôi đang sốt ruột mà. Đừng có nóng mà, nghe tôi nói đây nè. Bây giờ chỉ có cách là anh phải xuống Âm Cung xin Diêm Vương cho thằng Vũ về đây vài ngày để chữa bệnh cho cổ. Được không? Nếu mà anh thật lòng thương cổ thì tôi nghĩ là... Thôi đi, người ta thật lòng, còn anh thì đùa giỡn hoài à, muốn trả đũa phải không? Được, bây giờ anh xem tôi nè, đi theo tôi. Theo anh, mà đi đâu vậy? Đến bệnh viện, anh phải giả làm thằng Vũ trị bệnh cho cô Hoài Thương dưới sự điều động của tôi. Đi! Anh Quân, làm gì? Buông tôi ra đi mà, anh làm gì vậy anh Quân? Đi! Cô Hoài Thương, hôm nay cô đã khỏe chưa? Sao cô khóc hoài vậy? Anh Vũ ơi, anh đâu rồi? Sao anh không đến thăm em? Em nhớ anh lắm mà, anh Vũ ơi. Cô đừng khóc nữa, Vũ sẽ đến thăm cô mà. Ông ơi, ông nói thật hả? Anh Vũ sẽ đến thăm tôi? Anh không có bỏ tôi phải không? Tôi biết.
biết mà. Anh ấy tốt lắm, anh ấy yêu tôi lắm. Vậy mà người ta nói xấu anh, người ta ác lắm. Nhưng mà bao giờ anh Vũ mới đến hả ông? Nếu cô khóc hoài thì Vũ không đến thăm cô đâu. Cô uống thuốc nè, uống sữa cho mau lành bệnh, rồi Vũ sẽ đến thăm cô. Vâng, tôi nghe lời bác sĩ. Tôi uống thuốc, tôi uống sữa, tôi không khóc nữa đâu. Bác sĩ đừng có mét anh Vũ là tôi khóc nha. Được rồi, bây giờ cô y tá sẽ chích cho cô. Cô ngủ đi, khi tỉnh dậy cô sẽ được gặp Vũ. Tôi đi gọi Vũ đến đây cho cô. Dạ, tôi nhớ rồi. Giang à, vào đi. Đừng có rung ngang. Anh nên nhớ từ bây giờ anh là Vũ rồi đó. Anh thật là độc ác à. Khi không rồi bắt tôi đóng kịch, mà lại đóng vai người tình mới chết chứ. Nè, mai mốt đây mà khi cô tỉnh lại rồi đó nghe, rồi tôi biết ăn nói làm sao đây. Anh Giang à, chính anh cũng biết đây là tấm bệnh. Nếu không dùng cách này thì không còn cách nào nữa cả. Tôi chỉ cần anh cận kề khuyên nhủ, gợi lại những gì đã qua cho cổ nhớ lại mà thôi. Còn sau đó anh để mặt tôi lo liệu. Bây giờ nè, anh theo tôi vào gặp cổ đi. Cô Hoài Thương, trọng Vũ đến thăm cô nè. Anh Vũ, anh Vũ ơi, sao mấy hôm nay anh không đến thăm em? Em bị người ta bắt nhốt ở đây cứ một mình buồn lắm mà. Anh đừng bỏ em nha. Anh không có bỏ em đâu. Anh đến thăm em nè. Anh không lừa em chứ? Bác sĩ ơi, Bác sĩ cho phép anh Vũ vào thăm tôi mỗi ngày nghe. Bác sĩ nói với anh rồi. Bác sĩ ra ngoài một chút. Bây giờ còn ở lại đây anh với em thôi. Hoài Thương ơi, em bị bệnh gì mà phải nằm bệnh viện? Em có biết không? Anh bỏ em cho nên em buồn. Chứ em có bệnh gì đâu. Tại sao người ta bắt em nằm ở đây vậy anh? Em bị bệnh nhiều lắm đó. Em bị suy nhược thần kinh, cho nên quên hết những điều đã qua. Vậy hả? Em quên cái gì vậy? Em nhìn anh, em thấy có gì khác không em? Có. Hôm nay trông anh sang trọng và đàng hoàng hơn. Giọng nói của anh êm dịu hơn nè. Tại sao vậy hả? Tại anh không muốn làm cho em buồn, cho nên cố gắng bỏ tật xấu đó. Anh Vũ, anh thương em nhiều quá. Vậy mà người ta nói anh bỏ em để đi cưới. Cưới cái cô gì ở chỗ anh dạy học đó. Anh đố em biết chứ cổ tên gì? Cổ tên là... em nhớ rồi, cổ tên là Liên Hoa. Em nhớ hay quá à. Vậy còn ông Hồng Tân, ông giám đốc của em đó, em nhớ không em? Ông Hồng Tân, giám đốc của em là ai vậy hả? Em chưa nhớ thì thôi, đừng có suy nghĩ cho mệt óc nha em. Bây giờ nè, em nằm xuống ngủ đi. Bác sĩ đó không cho em nói nhiều đâu. Anh ngồi đây, anh canh chừng cho em ngủ nghe. Bác sĩ không cho em nói nhiều hả? Biểu em đừng suy nghĩ mệt óc lắm hả? Em nghe lời anh, nghe lời bác sĩ nữa hả? Nhưng mà anh phải ngồi đây nè, ngồi đây canh chừng cho em ngủ nghe. Không có được gì đâu hết à. Anh phải làm phận sự của cô y tá nè. Còn bây giờ ha, anh phải hát cho em ngủ nè. Anh mà hát thì em ngủ mới ngon á. Anh hát đi. Xin trả lại những kỷ niệm buồn. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ thương về quá khứ, chợt lên nét suy tư
bao năm thầm kín cho thương tao tiếng. Những đêm sương lạnh nghe trái sầu rót vào tim. Ôm kỷ niệm chẳng ngừa lời thơ thơ, một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn. Đời đã không màng những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đêm gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời gian. Hoài thương nàng đã ngủ say rồi. Ôi nét mặt nàng thơ ngây và dịu hiền như đóa hoa hai đường bụi sớm. Nàng đẹp quá và tình yêu của nàng cũng cao đẹp làm sao. Ôi ta nghe một làn gió lạ kỳ thổi nhẹ ngày qua đang yên ngủ giấc đông đàn, giờ thức dậy buổi đầu xuân thấy thay đổi cả đất trời. Dù ơi đời của em sao chịu nhiều đắng cay, nay được một người con gái thơ ngây trao gửi cả tâm chân tình. Sao không quay đầu tìm một tương lai? Em có phước hơn anh mà không biết giữ gìn, hạnh phúc trong tay mình mà chẳng chịu nâng niu, để ngày nay em mất đi rồi vẫn còn để sầu khổ cho người ta. Và anh của em phải vương nhiều phiền lụy, phải thay thế em mà lo lắng cho nàng. Nếu ngày mai biết anh đã dối lừa, số phận nàng sẽ ra sao? Anh Văn à, đừng thắc mắc vì những chuyện xa vời như thế. Giúp Hoài Thương thoát khỏi bệnh trạng nửa mê nửa tỉnh là việc cần nhất hiện giờ. Chỉ có anh mới giúp được tôi thôi. Tôi nghe lời anh, nhưng mà làm thế này kẹt cho tôi quá. Anh quên là tôi đã có vợ có gia đình rồi sao? Vợ anh? Người như Nguyệt mà anh cũng xem là vợ à? Còn gia đình? Gia đình gì mà suốt tháng quanh năm anh ở ngoài công sở? Một phần có lẽ là lỗi ở tôi. Vì nặng thành kiến cho nên tôi đã không dung hòa được trong đối xử, cho nên đã bỏ cô ấy thui thủi một mình. Thôi bây giờ thì tất cả đã muộn rồi, không thể làm lại từ đầu được nữa. Thằng Vũ nó có phước hơn tôi đó. Phải chi tôi có được một người vợ như cô Hoài Thương thì... Tôi cũng mơ ước như anh vậy đó. Kiểu này chắc tôi và anh phải đánh lộn quá. Đánh lộn chi, giờ quánh tù tì được rồi. Mà thôi, duyên nợ trời cho ai người nấy hưởng, phải không? Ừ. Trễ quá rồi à, thôi, bây giờ tôi phải về, tạm biệt nha. Tạm biệt, ngày mai anh lại đến nhé, kẻo nàng đợi đó. Sao đi chơi với em mà anh buồn vậy? Anh đang suy tư gì đó? À không, anh đang đắm chìm trong ngập tràn hạnh phúc. Hoài Thương ơi, em chính là nàng tiên bé nhỏ đời anh. Khi anh đang đắm chìm
trong nỗi chán chê cuộc đời nhiều trao trở. Em đã gieo mầm cho tâm hồn anh nảy lọc xanh cây. Lòng anh ước mơ mơ ngày nào trọn lời yêu thương, anh sẽ cho em một cuộc đời ngập tràn niềm vui. Em đã yêu anh bằng cả tình yêu nồng nàn. Sự thật rồi, sao anh còn nặng lòng mong mơ? Anh sợ trời cao thường giông bão bất ngờ, hạnh phúc thường mong manh như là sương khói. Giờ gần nhau đây, ai biết mai này rồi sẽ ra sao? Anh Vũ ơi, giờ ta đang ở bên nhau, trong vườn tình yêu có ngàn hoa ngát ngào hương sắc. Thì hãy tận hưởng đi anh những em đềm ngây. Đừng lo nghĩ xa xôi đến ngày mai không biết trước, đừng để những ao tơ vương mắt trong lòng. Đừng làm cho em phải sợ phải lo trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Em đã trải qua thời ấu thơ nhiều gian khổ, trong cô nhi diện u sầu tiêu vắng những tình thương. Có những chiều buồn ngồi nhặt nắng hoàng hôn, em thầm khát khao một vòng tay ấm áp của mẹ, của gia đình thân thiết, rồi tan vỡ ước mơ khi đêm phủ lạnh lùng. Thời thơ ấu của em nhiều tuổi cực khổ đau như vậy, cho nên bây giờ bước vào đời, em chỉ ước ao một cuộc sống bình yên. Em được yêu thương trọn tình và cũng mong người yêu mình như vậy. Hoài Thương ơi, em là một cô gái hiền ngoan, anh tin là trời cao không để em phải khổ. Anh ước mong được làm thân bách tùng che chở cùng em đi trọn quãng đường gian khổ gai chông. Nhưng không biết số phận của chiều ý anh không, anh không dám tin là mình sẽ nắm trong tay hạnh phúc. Được mất bại thành để trời cao sắp đặt, anh không dám đi xa hơn để trái bước đường tình. Mà em không hiểu được, còn có ai xen vào ngăn trở tình ta? Cuộc tình nào mà không nhiều trắc trở, anh chỉ suy luận xa chờ em chớ bận tâm. Hôm nay anh nói nhiều điều lạ quá hả? Em không có hiểu gì cả. Anh Vũ ngày nay khác xa với anh Vũ ngày trước đó nha. Nhưng em yêu người nào hơn? Em không biết. Kìa, đến Thượng Đức rồi phải không anh? Tới rồi đó, mình xuống đây đi em. Hôm nay anh đãi em ăn nem nướng đó. Ông ơi, ông mua giùm tôi tờ vé số đi ông. Xin lỗi, tôi không mua đâu. Nè, tôi chỉ cầm ít tiền xài đỡ đi. Hả? Ông là Trọng Vũ? Anh đồ phụ bạc. Trời ơi, anh đã bỏ mẹ con tôi đói lên đói xuống như vậy, anh theo con nhỏ nhà giàu này phải không?
Hôm nay tôi bắt tại trận anh rồi. Anh trốn đâu cho khỏi tôi biết. Cô ơi, tôi đâu có biết cô là ai đâu. Cô lầm rồi đó. Anh làm mặt lạ với tôi hả? Anh không biết con liên quan này hả? Rồi con anh nữa nè. Anh cũng không biết nữa hay sao? Còn cô, cô thật là ngu nên cô mới tin nó. Rồi đây nó cũng sẽ bỏ cô như đã bỏ rơi bao nhiêu người con gái khác mà thôi. Cô là ai? Tôi là Liên Hoa, vợ của Vũ. Liên Hoa, vợ anh Vũ. Anh Vũ có vợ, có con. Quê Thương, Quê Thương, em... cô ơi. Nè nè nè, tôi nói cho cô nghe, cô làm rồi đó nghe. Tôi không phải là trọng Vũ đâu. Vũ đã bị ám sát chết mấy tháng nay rồi. Cô không có biết sao? Còn tôi nè, tôi là anh song sanh của Vũ. Tôi tên là Trọng Văn mà. Ông nói anh không phải là Vũ. Anh là anh ruột của anh Vũ. Anh Vũ đã bị ám sát chết Thương, rồi. Quê Thương, tin lại đi em. Quê Thương, trời đất ơi, bây giờ làm sao? Bây giờ tôi phải đưa cô ấy về bệnh viện. Quê Thương ơi, em mà có bài nào tôi... Nè nè nè, nghe tôi cho cô biết rồi chưa? Cô bán cái số. Em, Quê Thương mà có bài nào đó tôi không tha cho cô đâu nghe chưa? Ông ơi, tôi đã làm sao? Anh Vũ đã chết rồi sao? Có lẽ anh nào? Tại sao anh không cho phép tôi vào thăm cô ấy chứ? Không cần thăm viếng nữa đâu anh Văn à. Vì sau cú sốc này, Hoài Phương hoàn toàn bình phục. Cô ấy sẽ nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, kể cả cái chết của Trọng Vũ. Chỉ có điều, cô ấy sẽ quên cái khoảng thời gian mà anh cận kề chăm sóc. Và cô ấy sẽ không còn nhớ anh là ai nữa đâu. Cô ấy sẽ không còn biết tôi là ai nữa. Vai trò của tôi đến đây đã chấm dứt rồi sao? Anh Văn, đây không phải là một điều đáng mừng cho anh sao? Điều đáng mừng cho tôi? Vì sao chứ? Vì anh không còn lo sợ. Khó xử là anh đã dối gạt cô ấy. Cô ấy không còn biết tôi là ai để mà bắt tội. Nhưng tôi làm sao tránh được sự nguyền rủa của con tim? Vì tôi không chỉ lừa dối Hoài Thương mà còn tự lừa gạt cả lòng mình. Gây oan nghiệt không thể thoát được rồi. Dây tơ đã vướng mắc trong lòng, đang đòi được lên xanh. Nếu bỏ chồi bức dây bóp chết mầm yêu đương thì còn mang thương tích trọn đời. Tôi phải sống làm sao? Vở kịch đã kết thúc, sân khấu nhỏ đã hạ màn. Sao người diễn viên lại ngỡ ngàng? Nuôi tiếc một điều chi? Tôi đâu ngờ số phận thích gây chuyện cơ cầu. Nhưng với mối tình này, anh đâu thể kéo dài thêm. Phải, tôi không thể kéo dài thêm. Một giờ kịch đau thương không có hồi kết thúc. Nay đã trên 30 mới biết thế nào là tình yêu tha thiết. Anh có khổ đau không khi biết đó chỉ là một tình yêu mượn xác thay hồn? Tôi chỉ có thể sân khấu với vai tuồng.
giờ đây khi cánh màn nhung khép lại, tôi trở về với thực tại của riêng tôi. Một thằng trọng danh với cuộc sống đắng cay, bên người vợ sao đêm tân hôn không một lần chăn gối. Một thằng anh không kể gì đạo lý, luôn thường làm đớn đau hồn em bằng tình yêu tội lỗi. Anh đừng tự dài dò mình như thế mà. Mọi sự đều do anh tất cả, chính anh đã buộc tôi vào tình cảnh hôm nay mà. Rồi bây giờ anh lại cấm tôi không được gặp mặt nàng. Anh là bác sĩ đương nhiên là anh có quyền mà. Nhưng anh cấm tôi với trách nhiệm và quyền hạn của một ông bác sĩ, hay vì lo sợ tôi cướp đoạt mắt của anh, người con gái mà bấy lâu nay anh trọn nhớ thương thầm. Anh đang hận hận tôi về sự tự do không có kẻ buộc ràng. Dù sao thì trọng danh này cũng là một thằng đàn ông có vợ, và tôi lại là anh ruột của em tôi. Ranh giới pháp luật và đạo lý tôi không thể bước qua, thì cuộc đua tranh này anh đâu còn đối thủ. Vậy anh đâu cần phải lo sợ nữa, hạnh phúc trong tầm tay rồi, đâu ai tranh đoạt cùng anh. Của anh đâu, tôi không giống là tôi cũng đã yêu hoài thương, nhưng không phải vì thế mà tôi dùng thực quyền ngăn cấm. Nhưng sự có mặt của anh lúc này đối với hoài thương không tốt, vì cô ấy đinh ninh rằng Vũ đã chết từ lâu. Ra viện rồi cô ấy sẽ xuất ngoại một thời gian, ông chủ Hồng Tân đã lo toan mọi việc. Anh hãy chờ khi hoài thương về nước, mọi tình cảm trái ngang sẽ được phân bài. Khi đó tôi không còn quyền gì để ngăn cấm anh nữa mà. Tôi hiểu rồi, xin lỗi anh. Tại tôi tuyệt vọng quá cho nên. Không có gì phải xin lỗi, tôi hiểu anh mà. Bây giờ anh nên về thu xếp việc gia đình. Vụ án mạng của Vũ, cơ quan điều tra đã lần mòn ra dấu vết. Anh nói sao? Đã bắt được thủ phạm sát hại Vũ rồi à? Vậy ai là thủ phạm vậy? Hả? Anh Quân? Anh về nhà làm việc với cơ quan điều tra đi. Thủ phạm là ai có lẽ sẽ bất ngờ đối với anh lắm đó. Thôi được, tôi về. Mong anh hết lòng chăm sóc Hoài Thương. Tạm biệt. Giết người tại nhà ông Lê Trọng Văn, mà nạn nhân là Lê Trọng Vũ, em ruột ông Văn. Đến hôm nay mới tìm ra thủ phạm. Một người vợ âm mưu cùng tình nhân giết chồng để chiếm đoạt gia tài, nhưng không may vì lầm lẫn họ đã giết chết người em. Dịp vụ án tưởng sẽ ở mãi trong dòng bí mật, hôm nay đã đưa ra ánh sáng. Cả hai thủ phạm đều thú nhận tội lỗi, chờ ngày ra tòa lãnh án. Ngày mai đã đến ngày phiên tòa xét xử. Nguyệt bị giam cầm đã mấy tuần nay, vậy mà ta vẫn chưa tin những gì xảy ra là sự thật. Vũ ơi, khi cái chết của em được phơi bày ra ánh sáng,
anh nghe đất trời đổ sụp dưới chân anh. Ai gieo một trời tan tóc thê lương, em làm chi nên lỗi, sao trời đài phải chết thế cho anh. Lưỡi dao đầy nghiệt quan, người ta muốn cắt đi nghĩa vợ tình chồng. Sao không phải là anh cho quan cừu chấm dứt, lại là đứa em khờ dại để cho tim anh quằn quại đến hai lần. Anh đâu ngờ lòng người độc ác, vì tiền mà đánh mất lương tâm. Rồi bây giờ điên đảo nát tan, còn lại mình anh với nỗi đau đớn chán chường. Sống làm chi đây, một cuộc đời vô nghĩa. Trên giàu sang cô độc, không một người thân, không ai ruột thịt thâm tình. Có một tình yêu vừa chớm nở trong lòng, lại là tình yêu vô vọng. Ơi người mất kẻ còn, ai bạc phước hơn ai. Dù ơi, người chết đi và người còn sống, ai sung sướng hơn ai hả Vũ? Người chết đi mà tâm hồn thanh thản thì hạnh phúc hơn người sống. Nhưng cũng có những người chết đi mà hồn còn bị dày dò cắn rứt, thì cái chết ấy còn đau đớn gấp vạn lần. Ai? Ai đó? Ai nói đó? Em đây, anh Văn, người vợ tội lỗi của anh đây. Kìa, Nguyệt, em đang bị giam cầm trong ngục, tại sao em về đây được? Phải, em đang bị giam cầm tù tội. Ngày mai là ngày em phải ra tòa lãnh án. Trước khi đi, em ghé lại nhà thăm anh lần cuối. Anh Văn, xin anh hãy nhận cho em một lại. Này em dập đầu, xin anh mở lòng nhân, tha thứ tội tình cho người vợ nhân tâm đã gây cho anh nhiều lụy phiền đau. Nguyệt, con tạo ai gây nghịch cảnh trái ngang, tôi đâu dám dâng hờn. Chuyện đáng tiếc xảy ra tôi cũng phần nào có lỗi. Tất cả đã an bài, xin được nhận dịp trong quý gian đau thương. Anh Văn ơi, một tháng dài lẻ loi, đêm thời gian trôi trong ngục tù. Reo gọi đêm
lỗi quen gây, được mấy sông mới rửa sạch hình hài. Một người vợ lang tâm độc ác, làm nhớ nhuốc danh dự của chồng bằng những hành động vô lương. Anh không quan trách một lời, còn rộng lượng bao dung, lo lắng chu toàn cho em những ngày trong ngục lành. Tấm lòng anh gọi lương tâm em thức dậy, nhưng biết ăn năn mọi chuyện quá muộn màng. Ai đã gieo đắng cay thì giờ đây nhận phần cay đắng. Dám đau thương tha hay hờn căm, cho đau xót nhau thêm. Em tìm về thăm anh rồi xa đi trước khi đêm đào. Từ bây giờ cách xa lần cuối, xin anh thương Nguyệt ơi, sao em không ở lại nhà rồi sáng mai sẽ ra đi? Ngoài trời đang cơn mưa bão mà đi đâu? Em đi về nơi lạnh lẽo âm u, nơi dành cho những linh hồn tội lỗi. Bao nhiêu đắng cay của một đời con gái, em sẽ vùi chôn dưới cát đời. Ngày mai tòa kêu án công khai, anh sẽ phải vì em mà thêm một lần chịu nhục. Em không thể ra trước tòa nhận tội, đành kết thúc cuộc đời đền ân nợ đã dài. Nguyệt, em nói sao? Em đã tự cắn lưỡi đi tìm cái chết trong ngục lành. Hả? Nhưng linh hồn em vẫn chưa được yên ổn về âm cảnh. Em tìm về gặp anh lần cuối cùng để tạ tội cùng anh. Nguyệt ơi, tại sao em phải làm như vậy? Đời em còn dài, sao không tìm cho mình sự giải quyết khác hơn mà phải chết? Không còn con đường nào cho em chọn nữa đâu anh. Cảm ơn anh đã vì em mà đau xót. Những giọt nước mắt cuối cùng này đủ rửa sạch hồn em nơi miền âm cảnh. Anh Văn, đã đến giờ vĩnh biệt. Em chúc anh hạnh phúc bên người con gái ngoan hiền ấy. Vĩnh biệt anh. Nguyệt, Nguyệt! Chú Tân thì anh ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng mà người ta có đến hay không thì cũng vậy thôi, sao mình lại có ý đợi chờ chứ. Nhà cửa dọn dẹp trang hoàng hết rồi, mình còn phải làm gì nữa đây? Chẳng lẽ sự có mặt của anh ấy quan trọng với mình đến thế sao? Chẳng lẽ mình đã yêu rồi sao? Những ngày bên nhau thiết tha, một
chờ một chút xíu, tôi ra mở cửa đây. Bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Chào Hoài Thương, có chuyện gì mà trông cô xúc động vậy? Không mời tôi vào nhà sao? Dạ, xin lỗi bác sĩ. Nghe tin cô vừa đi du lịch về, tôi vội đến thăm. Sức khỏe của cô thế nào rồi? Ổn cả chứ? Như bác sĩ thấy, Hoài Thương vẫn khỏe. Khỏe, nhưng hình như tôi thấy cô không được vui. Tôi có làm phiền cô không? Dạ không, bác sĩ là người ơn của tôi, tôi đâu dám buồn giận gì bác sĩ. Nhưng tôi có một điều thắc mắc muốn hỏi, bác sĩ cho phép nha. Cô cứ hỏi, nhưng xin đừng gọi tôi là bác sĩ, cô cứ gọi tên tôi cũng được mà. Vâng, cảm ơn anh Quân. Trong thời gian tôi bị bệnh, có phải chính ông Văn, anh của Vũ, đã đến chăm nom chăm sóc cho tôi không? Vâng, đúng vậy. Và toàn bộ chi phí trị bệnh cũng là Văn lo. Vậy sau khi tôi đã hết bệnh, anh không cho tôi biết? Sự thật tôi cũng không biết là cô tỉnh hẳn chưa. Nếu chưa hết bệnh, thần kinh chưa dựng mà cho cô biết, làm sao tôi dám chắc là không có gì xảy ra. Vậy sao từ ngày tôi hết bệnh đến giờ ông Văn cũng lánh mặt luôn? Tại sao cô lại hỏi tôi điều đó? Chính cô đã tỏ ý không muốn gặp Văn nữa kia mà. Mà anh Văn đến làm gì khi vai trò của anh ấy đến đó là chấm dứt? Vâng, bây giờ thì tôi đã hiểu hết rồi. Xin bác sĩ tha lỗi cho tôi, tôi không bao giờ quên ơn bác sĩ. Nhưng còn một điều mà cô chưa hiểu được, cô cũng muốn nghe không? Nhưng mà khó nói lắm. Chuyện gì mà khó nói? Chuyện của anh hay là chuyện của tôi? Chuyện của tôi. Hoài Thương, tôi biết là khó nói lắm mà. Chứ gì mà cô đã thở dài, không muốn nghe lời tôi. Nhưng dù sao, tôi không thể nào câm nín. Bấy lâu ấp ôm trong lòng, nói tròn lời yêu thương. Mong cô sẽ không chối từ. Cuộc đời tôi đã trải bao niềm đau, tôi làm sao dám mơ một niềm hạnh phúc quá xa dưới đôi tay mình. Xin khắc ghi chân tình, mong có ngài đáp đền ơn sâu. Còn tình duyên tôi không xứng đôi giữa người. Hoài Thương ơi, một tiếng nhún nhường từ chối tình duyên nghe quá nhẹ nhàng, mà đối với tôi sao thật nhiều cay đắng. Tôi không nghĩ là Hoài Thương tự cho mình không xứng đáng, mà vì trái tim ai còn tha thiết hoài vọng trong ngóng đợi mong một hình bóng năm nào. Phải, tôi đã thầm yêu ai qua dốc dáng vòng tay của hình ảnh ban đầu. Tôi đã nhận thấy điều này từ lâu lắm, ngay buổi đầu đưa Trọng Văn đến gặp Hoài Thương. Tôi tự trách mình sâu dài cạn nông, bắt nhịp cầu duyên cho hai người gặp gỡ, còn mình ngẩn ngơ làm người lỡ chuyện. Bởi dòng sông sâu không có bóng con đò. Xin chớ nên đau buồn cho tái tê tâm hồn.
chim mờ xa. Về tay chúc câu yên bình, câu mong ai hạnh phúc bên ai. Chiều xuống chân mây cánh chim đà khuất bóng, chỉ còn ta ngẩn ngơ trên bến vắng u buồn. Giữa tôi và bác sĩ ai sẽ hạnh phúc hơn ai? Làm sao biết được khi ngày mai chưa đến? Tôi chỉ xin bác sĩ đừng buồn, tình duyên không vẹn ta vẫn còn tình bạn thân. Cảm ơn. Cảm ơn Hoài Phương còn dành cho tôi đặc ân sau cùng đó. Trọng Văn với tôi là bạn, trước cảnh tình này tôi phải gọi Hoài Phương là chị. Anh Quân, chuyện tình cảm của tôi vẫn còn nhiều điều chưa biết trước, nhưng cũng xin anh đừng nuôi hy vọng. Vì trên đời này ngoài Trọng Văn ra, chắc tôi không thể yêu một người thứ ba nữa. Tôi hiểu, cảm ơn Hoài Phương đã bày tỏ thật lòng mình. Từ nay chúng ta là bạn, có việc gì cần xin cứ đến tìm tôi. Bây giờ tôi xin phép. Tôi không bao giờ quên bác sĩ. À, tôi đi du lịch về có chút quà tặng bác sĩ. Bác sĩ chờ tôi một chút nha. Mình đang đứng trước cửa nhà của Hoài Thương, lòng sao mà hồi hộp quá, không biết nàng sẽ tiếp mình ra làm sao đây nữa. Nhưng mà đã đến thì phải vào thôi chứ. À, dạ chào. Ủa anh Quân, anh đến đây làm gì vậy? Trọng Văn, anh làm gì mà mất bình tĩnh vậy? Tôi đến thăm Hoài Thương không được sao? Còn anh đến làm gì? À, đến đây quýt tù tì với anh chứ làm gì? Anh Quân à, anh nên nhớ là bây giờ anh không còn là bác sĩ của Hoài Thương. Chỗ anh đang đứng cũng không phải là bệnh viện của mình. Xin anh đừng có tiếp tục cản ngăn Hoài Thương khỏi bệnh và đã biết qua sự tình. Chuyện này tôi cũng biết rồi, anh đừng lo lắng mà chi. Tôi dám đâu can thiệp vào chuyện riêng của hai người. Tôi biết Hoài Thương vừa về nước nên đến tìm thăm một chút mà thôi. Có lẽ là lần cuối tôi đến đây, vì Hoài Thương không chấp nhận sự có mặt của tôi trong đời. Anh Quân à, anh nói thế có nghĩa là... Thì có nghĩa là... Bác sĩ, chào anh Văn. Bác sĩ à, đây là món quà nhỏ tôi xin được phép tặng bác sĩ thay cho lời cảm ơn, mong bác sĩ không chê. Cảm ơn cô, bây giờ tôi xin phép. Chào anh Văn, chúc như ý. Chào anh. Cô Hoài Thương à, cô đã làm gì mà tôi thấy hình như là anh Quân không được vui? Bác sĩ đối với cô rất tốt đó, mà sao cô làm anh buồn vậy? Anh Văn, anh đến đây là hỏi tội tôi thay cho bạn của anh đó hả? Không, tôi đâu có dám. Tôi chỉ muốn biết... Phải, tôi đã làm cho bác sĩ Quân buồn. Bác sĩ ngỏ lời cưới tôi và tôi đã từ chối. Tôi không thể làm khác hơn được. Hoài Thương, có nghĩa là cô vẫn còn nghĩ đến Vũ? Không, tất cả đã đi qua như giấc mơ. Không còn yêu người tên là Trọng Vũ, chắc cô cũng hờn và cũng ghét lấy tôi. Bởi tôi trước đây cùng tình mượn tên người gây cho cô buồn đau. Sống sanh anh em một nhà dù vắng này khác nhau gì đâu. Còn đi
Cô thấy tôi và Vũ khác nhau thật à? Cô nhận thấy từ bao giờ? Em nhận thấy từ lâu, từ cái ngày em còn lầm anh là Trọng Vũ. Dù tâm tư có màn sương mịt mờ che phủ, nhưng em biết Trọng Vũ ngày xưa và người của hôm nay khác xa nhau không thể so. Trọng Vũ có một người anh giống nhau tờ dáng đi, tiếng nói giọng cười. Em chỉ biết rằng mình vô cùng hạnh phúc khi thấy người yêu vì mình mà thật sự đổi thay. Lời nói ngọt ngào cử chỉ thanh tao, ánh mắt anh nhìn thật dịu dàng tha thiết. Không gian quanh mình như biến đổi thành xuân, và em đắm chìm trong vườn hoa tươi thắm. Ngày đó tôi phải đóng kịch với mục đích làm mà cho cô mau lành bệnh. Nhưng khi nghe cô hỏi vậy, tôi đã giật mình vì ngỡ là cô không mất trí. Bảo anh đã đoan nhận làm chi một giai tuồng hoa cô. Ai xui biểu tôi đâu vì lương tâm và trách nhiệm mà thôi. Khi tôi đến thăm cô làm sao tôi đây biết trước. Sắp bước ra sân chơi vào giai đôi diện cùng cô, vừa bước vào phòng cô thì cô ôm lấy tôi mà la lên rằng: Vũ ơi đừng bỏ em. Tiếng là anh diễn luôn cho tới bây. Mình lỗi cuốn và người đã làm sai đắm hồn tôi qua giọng cười tiếng nói, qua đôi mắt ngây thơ đang chờ đợi tiếng ân tình. Từ đó tôi đã diễn sai mê như nhân vật là mình. Tôi không còn thấy ngượng ngùng hổ thẹn khi nói cùng ai những lời tha thiết yêu thương. Bởi tiếng nói ấy xuất phát từ trái tim, mà thế giới con tim là diệu kỳ huyền ảo. Tôi hiểu là mình đang đùa với lửa, tôi sẽ khổ đau nhiều nếu trái. Vậy thì từ đó đến bây giờ, vai trò của anh đã kết thúc chưa? Và anh đã có lần nào trái bước xa chân rơi vào đâu? Tôi chưa kịp đi hết quãng đường gái trong ấy thì cô gặp Liên Hoa và ngất xỉu lần thứ hai. Bác sĩ Quân cho tôi biết từ đây vai trò của tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Tôi ngơ ngẩn nghe lòng buồn rai rứt cái hộp hận ngỡ ngàng của một diễn viên vừa bị thay vai. Tôi bị xô từ sân khấu quanh đèn rực rỡ đắm say về cuộc sống riêng tư gian trường vỗ nghe. Tôi cố quên đi một ánh mắt sáng ngời hạnh phúc và tâm sự buồn của một cô gái đang thương. Nhưng càng muốn quên thì càng nhớ thương thêm. Tôi cứ mơ thấy lần đầu đôi ta gặp gỡ, những giọt nước mắt ướt áo tôi ngày đó cứ thấm sâu thêm, ướt lạnh cả tâm hồn. Anh Văn, cảm ơn anh đã dành cho em quá nhiều tình cảm.
Em hiểu rõ lòng anh như chính lòng em. Nhưng tại sao còn nhưng hả em? Còn gì ngăn trở không cho em nói trọn lời? Chuyện gia đình của anh chắc em cũng biết, tan nát hết rồi. Vừa muốn xây dựng cho Vũ thì Vũ bị giết. Muốn tha thứ cho Nguyệt thì Nguyệt tự tìm cái chết không đợi thứ tha. Bây giờ muốn yêu thương và lo lắng cho em thì... Anh Văn, anh đừng buồn khổ như vậy. Nhưng thật tình em chưa dám xác định rõ ràng em yêu anh hay chỉ yêu bóng hình của Vũ. Xin anh hãy cho em một thời gian. Được em nhận lời thì dẫu bao lâu cũng đợi. Anh cũng biết chuyện trăm năm là hệ trọng. Anh không muốn lại một lần nữa sai lầm. Anh Văn, như vậy là thỏa thuận rồi nghe. Bây giờ em muốn anh đưa em đi một nơi. Được đi với em thì dẫu cùng trời cuối đất anh cũng sẵn sàng. Em muốn đi đâu vậy? Đi tìm chị Liên Hoa. Anh Văn, Liên Hoa là vợ của anh Vũ. Chị ấy đã có con với ảnh. Bé Quanh là cháu của anh. Nếu như anh thấy có bổn phận với em thì với Liên Hoa anh cũng nên tìm cách giúp đỡ và an ủi. À phải à, em nhắc anh mới nhớ. Vậy bây giờ mình đi... Đi Thủ Đức. Anh còn phải đền em một bữa nem nướng nữa đó. À đúng rồi, lần này chúng ta sẽ mời cái người mà phá đám hôm trước cùng dự cho vui. Em đồng ý chứ? Tất nhiên rồi, mình đi ăn. Lạc bến tình đã cập.